Chào thầy và các bạn, sau đây mình sẽ trình bày bài tập về dạng từ hàm truyền suy ra hệ phương trình trạng thái theo hai cách. Cách thứ nhất là đặt theo beta, cách thứ hai là theo tọa độ pha. Ở đây đề bài người ta cho hàm truyền là C trên R bằng 20x cộng 1 trên cho x mũ 4 cộng 4x mũ 3 cộng 3x bình cộng 2x cộng 1. Thì mình sẽ sử dụng cách thứ nhất là đặt theo beta. Mình sẽ lấy mẫu số của hàm truyền nhân cho CS, rồi mình sẽ lấy tử số của hàm truyền nhân cho RS, thì mình sẽ ra được cái phương trình trong miền tần số. Thì từ miền tần số mình dùng Laplace ngược để mình chuyển nó về lại phương trình trong miền thời gian. Ở đây là mình có hệ phương trình trạng thái mô tả hệ thống sẽ là bằng x đạo hàm bằng AX cộng BR, CT bằng C nhân cho XT. Mình sẽ đặt các biến trạng thái như sau: x1 bằng CT, x2 bằng x1 đạo hàm trừ B1 beta 1 nhân R, x3 bằng x2 đạo hàm trừ beta 2 nhân cho R, x4 bằng x3 đạo hàm trừ cho beta 3 nhân cho R. Thì các thông số beta 1, beta 2, beta 3 thì mình có thể xem trong sách lý thuyết điều khiển tự động. Đây là cách tính tổng quát. Thì dựa vào cách tính này thì mình suy ra được beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Các ma trận A, B, C thì mình cũng sử dụng trong đây. Đây là dạng tổng quát của nó. Thì mình sẽ có ma trận A là bởi vì nó là mà mẫu số của nó là bậc 4 nên là cái ma trận A này nó sẽ có là 4 hẹp 4 cột. Ma trận B thì mình sẽ thay các hệ số beta 1, beta 2 vào beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 vào. Còn ma trận C thì nó luôn có dạng là 1, 0, 0, 0. Tại vì ở đây là bậc 4 nên là nó có 4 cột. X thì nó sẽ ra XT thì bằng X1, X2, X3, X4. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cách 2. Cách 2 là đặt theo tọa độ pha. Thì ở cách 2 đặt theo tọa độ pha là mình sẽ lấy cái tử số. Thì cái CS này nè, mình sẽ cho là cái tử số mình nhân thêm cái biến phụ là IS. Cái mẫu số này nè, mình sẽ nhân thêm cho IS. Tức là mình nhân cả trên cả dưới nhân cho IS. Thì mình sẽ ra được như thế này. Sau đó mình cũng dùng Laplace ngược và mình chuyển nó về miền thời gian. Thì mình sẽ có CT bằng như thế này, RT bằng như thế này. Rồi sau đó mình cũng đặt các biến trạng thái. Mình đặt các biến trạng thái là x1t thì bằng yt, x2t thì bằng x1 đạo hàm bằng y đạo hàm bậc 1, x3 thì bằng x2 đạo hàm bằng y đạo hàm bậc 2, x4 bằng x3 đạo hàm bằng y đạo hàm bậc 3. Thì mình sẽ có hệ phương trình trạng thái mô tả của hệ thống là như thế này. Để biết được các ma trận A, B, C cho cái hệ phương trình trạng thái này thì mình có thể tham khảo, mình có thể coi trong sách lý thuyết điều khiển tự động trang 75. Đây là dạng tổng quát của nó. Thì mình có thể suy ra nó là như thế này. Đây là ma trận A. Bởi vì nó là ma trận bậc 4 nên là bởi vì nó là phương trình bậc 4 nên là nó có 4 hàng 4 cột ma trận A. B thì bằng 0 0 0 1. Đây. C thì bằng như thế này thì mình sẽ thế vào nó sẽ là 1 20 0 0. Thì để kiểm chứng hai cái cách này nó có về chung một cái kết quả hay không thì mình có thể sử dụng MATLAB. Thì ở đây mình đã viết sẵn. Thì đây là cách thứ nhất. Thì nó ra hàm truyền là như thế này. Nó ra giống với cái hàm truyền mà đề bài nó cho, tức là cách một mình đã làm đúng. Và cách thứ hai là như thế này thì mình cũng đã viết sẵn và nó cũng ra cái hàm truyền giống với cái cách 1.